Thân đen là một câu chuyện trong Nghìn Lẻ Một Đêm, và đó cũng là sức mạnh tối thượng mà Espada có được. Không xuất hiện cùng series chính Saber cũng như Blade, anh có một movie riêng kể về ba tội lỗi. Commodore Saber Trial of Deep Sin là một trong những movie hay nhất về Kamen Rider trong thời gian gần đây. Hay riêng Commodore Saber, nó là bước nhảy vọt về hình ảnh cũng như nội dung phim, hoàn toàn vượt xa so với series chính. Nội dung cực kỳ đắt điếp, rất nhiều plot twist xảy ra trong xuyên suốt bộ phim. Mình recommend các bạn hãy tìm xem bộ phim này nhé. Câu chuyện của Trinity of Deep Sin là ba nhân vật chính của chúng ta, nhưng phần này chúng ta chỉ nói về Espada hay là Kento mà thôi. Sau 8 năm kết thúc trận chiến với tên Storius, thế giới đã trở về với sự yên bình, mọi người đều có cuộc sống riêng, Kento cũng như thế. Anh đã quen một cô gái khi họ chạm mặt nhau với quyển sách Tìm Thấy Định Mệnh Đời Mình. Cô ta mang tên Yuna Tachibana. Cuộc sống của họ khá hạnh phúc, tưởng chừng sẽ đi đến một cuộc hôn nhân đầy mỹ mãn. Cô nàng Yuna vẫn còn ám ảnh về quá khứ. Những quá khứ mập mờ cho chúng ta biết một người đàn ông coi như là vị hôn thê của Yuna đã bất ngờ ra đi trong một sự kiện bí ẩn. Ám ảnh về những việc này nên cô ấy không chấp nhận lời cầu hôn từ Kento. Cuộc sống hạnh phúc vẫn chưa kéo dài được lâu thì anh nhận được một cuộc gọi từ Sword of Logos. Có một kẻ với nhân dạng của Colophon nhưng với vẻ ngoài hoàn toàn khác. Hắn ta sở hữu thanh hư vô kiếm nhưng với quyền năng hoàn toàn mới. Tống mao chủ đạo đen trắng tạo chúng ta cảm giác tên này là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Không máu liều như Bahato, hành động của hắn ta lén lút nhưng đầy sự tính toán, ra tay tàn nhẫn với những kiếm sĩ. Và liệu hắn ta có liên quan tới sự kiện những kiếm sĩ đang biến mất trong Sword of Logos hay không? Cũng giống như Toma và Rintaro, Kento đã bị tấn công bởi Colophon mới này. Hắn ta tấn công Kento trực diện trong lúc anh còn chưa biến hình. May mắn trong lúc lơ đãng của hắn, anh đã phản công và để lại một vết thương trên người của hắn. Thật tình cờ vết thương này lại có trên người của Yuna. Anh đã nhận ra tất cả, cô ấy chính là Colophon. Nhưng sự thật có đơn giản như vậy hay không? Các bạn hãy tìm xem phim để biết những sự thật liên quan tới bộ phim này nhé. Sau khi Yuna bỏ đi vì tất cả sự thật đã đổ vỡ, cô ta đến nơi mà hôn phu cô ta đã hy sinh. Đó cũng là nơi mà trận chiến của nhóm kiếm sĩ đã diễn ra. Những người dân vô tội đã lần lượt hy sinh và không may mắn có cả vị hôn thê của Yuna. Cô ta đã tiếp cận Kento nhằm mục đích trả thù anh và hiện nguyên hình là Colophon với quyển sách Amazing Siren. Kento đành phải hy sinh để chống lại người mình yêu thương nhất. Trận chiến diễn ra hết sức kịch liệt. Sự nhân nhượng từ Kento, anh đã không thể nào chống lại cô ấy, nhưng nhận ra tất cả mọi thứ đều không phải như anh tưởng và trở thành sức mạnh tối thượng. Nghìn Lẻ Một Đêm, một quyển sách khổng lồ với tạo hình được dựa trên Remitive Dragon. Thanh gươm sét của anh cũng chuyển hóa thành sấm sét với tông màu chủ đạo. Từ một tia sét đã chuyển hóa thành 4 tia sét ở khắp nơi, thêm màu xanh nước biển, thể hiện một đêm tối cũng như là màu sắc đặc trưng còn lại của sấm sét làm vàng và xanh. Kích hoạt quyển sách Nghìn Lẻ Một Đêm, sức mạnh của anh tăng vọt. Bầu trời đêm bao phủ lên toàn bộ cơ thể, mặc dù được tạo hình dựa trên Remitive Dragon, nhưng vẫn để lại những nét ấn tượng riêng. Màu vàng phối hợp với đó màu xanh thẫm, thể hiện một đêm tối được bao trùm. Cơ thể của Remitive Dragon là hai phần tách biệt nhau, tạo cảm giác như một ánh trăng đang bao phủ lên cả thành phố, chìm vào trong ảo mộng của nó. Giống như cách mà Kento đang phải đối mặt với sự thật. Là bộ phim thiên nhiều về nội dung nên phần kỹ xảo cũng không được đầu tư quá nhiều. Sức mạnh của anh tăng khủng khiếp và áp đảo hoàn toàn sức mạnh của Colophon. Không mất quá nhiều thời gian, anh đã đánh bại cô ta bằng sức mạnh sấm sét hoàn toàn mới. Và để chấm dứt nỗi đau đang kéo dài này, anh phải tung đòn kết liễu. Arabina Nai Hitsatsugiri nhát chém Nghìn Lẻ Một Đêm. Anh nhảy lên tòa nhà, cả màn đêm bao trùm lấy không gian cũng như Espada. Tinh tú phát sáng, anh lao nhanh vào kẻ thù với một nhát chém cực mạnh và nhanh đến mức không tưởng. Kết thúc với Colophon bằng chiến thắng mãn nhãn nhưng đầy nỗi đau của Kento.